Anh yêu em vì em thích hoa dại. Anh cũng thế. Anh yêu hoa dại và yêu em. Em không thích hoa dại. Em chỉ thích học đồng tiếng ở Tân Phong thôi. Tết này con không về quê được ba mẹ ơi. Con bật học đồng tiếng ở Tân Phong rồi. Con còn muốn trở về đây nữa sao? Ở nhà đang yên ổn, tía má mong con đừng có về mà. Từ nhà bếp Tân Phong của ngoài, tôi nghe rất rõ tiếng chó sủa phía trước nhà. Thầy Danh ơi, có thư. Thế là năm nay tôi 70 tuổi rồi. Tao không phải là kẻ thà nước đục thả câu. Tao yêu Hương bằng cả tình yêu và sức khỏe của một ông già 70 tuổi. Tập truyện đến đây là kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại trong những tập truyện tiếp theo. Người xưa có câu nhân vi tài tử, điểu vi thực vong. Lê đồn về Thanh Bảo Kiếm từng là bảo vật tiền triều đã dấy lên những trận mưa tanh gió máu. Khắp nơi trong chốn giang hồ nhiễu loạn, không ngừng giết hại lẫn nhau để tranh đoạt bảo kiếm. Ngay cả hoàng đế đương triều cũng đã động sát tâm. Nhà đâu, chạy đâu cho thoát. Hiya! Đưa Thanh Bảo Kiếm cho ta. Vậy thì chịu chết đi. Dám hạ hiếp một cô nương sao? Không phải chuyện của ngươi, tránh ra. Ta cứ thích bạo động đấy. Yeah, hãy tiếp chiêu. Hôm nay ta phải đại khai sát giới. Hôm nay ta tạm tha cho ngươi. Tụi bay đâu? Rút. Tiếc cô nương, không sao rồi, để ta đỡ mùi vậy. Rất vui và hạnh phúc. Rất dễ chịu và thoải mái. Mình mới vừa đến. Thầy Danh rất là tận tụy và dễ thương đó mà. Muốn học hoài không muốn về. Học rất là vui đó mà. Rất là hào hứng. Học ở đây chắc là vui và hạnh phúc đó chà.